Em Minh cùng Gattero xin được chào tất cả các bác tài. Và trong video này của em Minh thì đây lại là một cái phiên bản xe tải van máy xăng vào phố 24/7 không bị lo cấm giờ. Và đặc biệt thì thời điểm hiện tại bây giờ trong những năm gần đây thì các cái ngành dịch vụ vận chuyển hàng hóa logistics đang ngày càng được phát triển. Rất là nhiều công ty vận tải doanh nghiệp chúng ta đang đầu tư thay thế cho mình những cái dòng xe tải van nhằm mục đích là chở hàng hóa trong phố này, giao hàng tiết kiệm này, thì chúng ta đang cần tìm những cái mẫu xe tải van nhằm đáp ứng được tốt nhất các cái nhu cầu của công việc của mình. Và hiện tại trên thị trường đang có rất là nhiều các cái mẫu xe tải van như là SRM van này, Taco van này, và bên cạnh em mình đây lại tiếp tục là một cái dòng sản phẩm nữa. Đó là dòng sản phẩm xe tải Terra V van. Với phiên bản xe tải Terra V6 này, đây là một cái phiên bản 2 chỗ như tất cả bác tài. Và trong video lần trước thì em mình cũng đã làm một video để cho tất cả bác tài chúng ta biết được là cái phần hệ thống thùng hàng của phiên bản xe tải Terra V6 phiên bản 5 chỗ là nó sẽ có thiết kế như thế nào. Và với một cái phiên bản xe tải Terra V2 chỗ như thế này thì các bác tài chúng ta sẽ có được kích thước thùng hàng là bao nhiêu, thì bác tài cùng với em mình đi theo dõi hết video này nhé. Và hiện tại thì với phiên bản xe tải Terra V phiên bản 2 chỗ này thì đang có một cái mức giá cực kỳ là tốt, chỉ dưới 400 triệu đồng là bác tài đã có thể sở hữu được cho mình một cái phiên bản xe tải Terra V6 này về để mục đích là chở hàng hóa cho mình, cũng như là nhiều bác tài chúng ta có thể về để chạy áp. Thì phiên bản xe tải Terra V này là một cái phiên bản cực kỳ là chất lượng. Xe thì được sở hữu một cái hệ thống lái cực kỳ là tuyệt vời, kèm với đó là về phần nội thất thì không thể nào đâu mà chê được. Một chiếc xe tải van mà đang có rất là nhiều các tính năng mới cũng như là tính năng hữu ích nhất cho tất cả bác tài. Đi kèm với đó thì toàn bộ các cái phần hệ thống thân vỏ và khung gầm của phiên bản xe tải Terra V6 này đang được đánh giá như là một cái dòng xe nó chất lượng nhất. Và trong video lần này thì em mình cũng đi qua một chút về cái phần nội thất bên ngoài. Và với cái phiên bản xe tải Terra V6 này với một cái mức tài chính đâu đó chỉ loanh quanh dưới 400 triệu đồng, và đặc biệt thì trả góp thì chúng ta chỉ cần dưới 100 triệu đồng thôi là chúng ta đã thể có thể lấy được cái phiên bản xe tải Terra V này rồi về để phục vụ cho công việc của mình. Và các bác tài chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ các phần thiết kế của xe thì cũng đã được làm rất chi là mạch lạc, hệ thống mặt trước thì rất chi là đẹp rồi. Và trong phân khúc các cái dòng xe hiện tại thì chưa có một cái dòng xe nào có thể thiết kế đẹp được như thế này. Và bên trong phần nội thất thì các bác tài chúng ta biết rồi, trang bị hệ thống khóa điện này, điều hòa hai chiều này, hệ thống màn hình giải trí này, kết hợp với đó thì chúng ta sẽ có thêm vào đó là cái hệ thống trợ lực lái điện này, giúp cho chúng ta có thể hỗ trợ lái một cách tốt hơn. Hệ thống phanh pháo cũng rất là ok, và đi kèm với đó thì chúng ta đã được trang bị toàn bộ các cái hệ thống đèn bi led rồi, giúp cho chúng ta có thể có được những cái giải chiếu sáng tốt hơn và các cung đường chúng ta được đi một cách an toàn hơn rất là nhiều. Bây giờ bác tài cùng với em mình chúng ta đi qua một chút về cái phần thùng hàng để chúng ta xem được là bên trong thùng hàng của phiên bản xe tải Terra V này sẽ được trang bị như thế nào, và cái kích thước thùng hàng của phiên bản xe tải Terra V6 này phiên bản 2 chỗ này sẽ là bao nhiêu. Và bác tài cùng với em mình chúng ta đi về phía sau nhé. Xin mời tất cả bác tài. Đây là phần phía sau thùng hàng của phiên bản xe tải Terra V6 mà được nhiều các bác tài chúng ta đang quan tâm đến. Và với bản 2 chỗ này thì chúng ta sẽ có được cái hệ thống thùng hàng dài là bao nhiêu, và chúng ta có thể chở được bao nhiêu trên hệ thống thùng hàng này. Và đặc biệt thì trên cái phiên bản xe tải Terra V6 này của chúng ta thì chúng ta còn được trang bị vào đó là các cái hệ thống mở cửa hông như thế này. Khẩu độ cửa rất chi là to, hỗ trợ cho bác tài chúng ta cực kỳ là tốt trong cái việc lên xuống hàng hóa. Và phiên bản xe tải Terra V6 này của chúng ta thì sẽ được tích hợp vào đó như cái phiên bản xe tải 5 chỗ, đó là hệ thống sàn inox nhám dập lá me đi keo chỉ rất chi là ok rồi. Và phần hệ thống vách thì cũng đã được làm rất chi là kiên cố và chặt chẽ. Và đây em mình sẽ đo trực tiếp cái phần hệ thống thùng hàng của phiên bản xe tải Terra V6 này. Đó, chúng ta sẽ có được cái hệ thống chiều dài thùng hàng lên đến là 2m45 như tất cả các bác tài. Đó, còn chiều rộng của chúng ta thì sẽ là 1m53. Đó, và chiều cao thì vẫn là như vậy thôi, chúng nó vẫn có là cao bằng cái phiên bản xe tải 5 chỗ như tất cả các bác tài. Đó, chúng ta sẽ vẫn có được cái chiều cao nó lên đến là gần 1m4. Nó sẽ có thể chở được đâu đó loanh quanh sẽ rơi vào khoảng tầm 6 cho đến 7 khối hàng cho cái phiên bản xe tải Terra V 2 chỗ này. Và với phiên bản xe tải Terra V thì chúng ta được trang bị nhiều các cái tính năng tiện ích hơn. Đó, từ cái phần hệ thống đó là hệ thống con cảm biến ở phần phía sau này sẽ giúp cho bác tài chúng ta là linh hoạt hơn trên các cái cung đường, chúng ta có thể lùi mà an toàn hơn rất là nhiều. Đi kèm với đó thì phiên bản xe tải Terra V6 này chúng ta đã được trang bị vào đó là hệ thống camera lùi, giúp cho chúng ta dễ dàng căn hơn này. Đó, và bên ngoài cái ngoại thất của phiên bản xe tải Terra V thì chúng ta được trang bị một cái lớp khung ngoài rất chi là to và rộng, giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng dán các cái thương hiệu logo quảng cáo để cho chúng ta có thể là quảng cáo được, quảng bá được cái thương hiệu của mình. Thì cái phiên bản xe tải Terra V6 này là một cái phiên bản cực kỳ là hợp lý.
Và đi kèm với đó thì về cái phần hệ thống khóa điện của trên xe thì phiên bản xe tải Tesla V6 là chúng ta là khóa điện trung tâm, tức là chúng ta bấm một khóa thôi là tất cả các cái cửa đều có thể khóa được và chúng ta có thể an tâm khi mà chúng ta đi giao hàng một cách tốt nhất. Đó. Và đặc biệt trong thời điểm hiện tại tháng này, bên Gattedo đang có nhiều chính sách hỗ trợ giá cực kỳ là tốt. Nếu như bác tài nào mà chúng ta đang cần tìm những cái phiên bản to hơn, tải van to hơn thì chúng ta có thể đến ngay với Đại Auto Tedo. Thì bên em mình đang có những cái dòng xe gas phiên bản nguyên bản để cho các bác tài chúng ta lựa chọn. Đó là phiên bản máy dầu 2.8 cực kỳ là khỏe mạnh. Còn nếu như bác tài nào mà tài chính chúng ta nhỉnh dưới 400 triệu thôi thì chúng ta lên tìm hiểu và đầu tư cho mình những cái phân khúc dòng xe tải van TRV như thế này để phục vụ cho mục đích chở hàng của chúng ta. Giá thành hiện tại của các phiên bản xe TRV có thể nhỉnh hơn các cái phiên bản xe tải van khác như là SRM, nhưng mà về cái chất lượng xe thì các bác tài chúng ta biết rồi, tiền nào thì của nó thôi ạ. Thì phiên bản xe tải TRV này một phiên bản chất lượng của nhà máy Daihatsu Motor Hàn Quốc, thế nên là chúng ta yên tâm về cái phần chất lượng từ bên trong phần nội ngoại thất thì nhà máy Daihatsu Motor cũng đã trau chuốt rất là kỹ rồi. Thế nên là bác tài nào mà chúng ta đang quan tâm đến dòng phân khúc xe này có thể đến trực tiếp tại địa chỉ 883 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để chúng ta có thể xem xe, lái thử xe một cách tốt nhất nhé. Và bác tài nào mà chúng ta còn đang có nhu cầu thắc mắc thêm có thể liên hệ trực tiếp với em Minh theo số điện thoại tư vấn miễn phí em Minh đã để dưới góc màn hình kia rồi, hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ như em Minh đã báo. Xin chào và cảm ơn bác tài đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.